Chăn nuôi thì lâu nay bà con vẫn gặp phải tình trạng chi phí quá cao do giá thức ăn tăng cao, trong khi chất lượng thức ăn khó kiểm soát và từng chăn nuôi nhiều lần thất bại đã là lý do một nông dân ở Cần Đước, Long An sáng chế ra máy tạo cám viên từ phụ phẩm nông nghiệp. Mục Sao Thần Nông ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con gặp gỡ nhân vật đáng quan tâm này cùng với nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Mỗi tuần một lần, anh Hiền lại đem cám, ốc bươu vàng, phụ phẩm từ các nhà máy chế biến nông sản đến nhà ông Đinh Văn Sơn để xay thành cám phục vụ chăn nuôi. Chỉ sau 20 phút, 100 kg phụ phẩm đã thành những viên cám được sấy khô như thế này. Về mặt hình thức thì chẳng khác gì cám của các doanh nghiệp, trong khi đó chất lượng dinh dưỡng lại rất đảm bảo. Cám có thể để được cả tháng. Theo anh Hiền thì với cách này có thể giảm chi phí chăn nuôi khi loại cám viên này giảm tới 40% giá thành so với cám công nghiệp. Cái cám này thì nó nuôi nó mau lớn, cá mau lớn hơn là mình mua cái thức ăn công nghiệp thì nó tốn chi phí cao hơn cái này. Số nhà 34C, tổ 2, ấp 1 từ lâu đã là xưởng cơ khí của ông Sơn phát minh. Tên gọi mà bà con đặt cho ông từ năm 2012. Khi máy ép cám viên ra đời, đến nay do hiệu quả của máy, rất nhiều bà con đã đặt mua, nhất là những vùng nuôi thủy sản. Hiện 10 cái máy ép cám viên đã được xuất xưởng, trở thành sự khích lệ cho ông Sơn tiếp tục phát minh. Chào bác ạ. Bác ơi, đây có phải ấp 1 không ạ? Dạ, ở đây ấp 1. Và bác có phải là bác Đinh Văn Sơn ạ? Vâng, phải rồi. Chào bác. Chúng tôi ở chương trình Sao Thần Nông, hôm nay muốn qua để khám phá chiếc máy của bác mà máy... ép sấy cám viên của bác ạ. Máy đang chạy này. Thế... để vào nhà uống nước đi rồi. Vâng, chị Trung cũng đi đường xa tìm mãi nhà bác khát nước lắm rồi. Xuất phát từ ý tưởng nào mà anh lại nảy sinh ra cái phát minh sáng tạo? Phải nói là phát minh sáng tạo, bởi vì từ một người thợ gò Hàn mà làm nên chiếc máy mà trông thì đơn giản nhưng rất là rắc rối. Lúc trước mình có nuôi rất nhiều cá, nhưng mà sau khi mua cám của công ngoại công ty nó giá cao quá, rồi nuôi không có lời, bị thua lỗ hoài. Mới nảy sinh ra lấy cái phụ phẩm của mấy cái thứ bỏ đi đó, mình như có mặt có chất đạm đó, mình cho cá ăn. Nhưng mà khi mình thải xuống thì nó tan rã nên nó không cá ăn không được. Rồi nó làm cho hư nước. Mới nghĩ ra là mình làm sao thành một viên cám như công ty mà nó sấy khô luôn. Đầu tiên mình lấy ba cái phi. Mình làm viên cám vậy nhưng mà sấy xoay tròn làm như người ta làm thuốc nam hay là có máy trồng hồ hình dông giống vậy đó anh thấy. Rồi từ từ đó mình cải tiến lần lần lên cái băng chuyền này kia. Sau khi mà làm tới băng chuyền là cám mình có thể giữ lại thời gian cả tháng. Rồi nuôi có kết quả, bà con ủng hộ mình. Thế thì từ cái suy nghĩ sang cái hiện thực là chiếc máy thì chắc chắn là phải vấp phải nhiều khó khăn lắm. Nói chung là làm đầu tiên rất khó. Có cái mình làm rồi nó không đạt mình tháo bỏ đi. Bán 5-3 lần sắc dụng. Thế đánh giá thế nào về cái hiệu quả cũng như cái lợi ích của chiếc máy này mang lại cho bà con nông dân ạ? Cái máy này nói chung rất là lợi ích. Một cái là mình tận dụng được những cái như ốc bươu vàng nè. Nó hại mình rất nhiều. Nhưng mình bắt nó mình tạo ra cái thức ăn cho chăn nuôi thì có dinh dưỡng cao, có đủ canxi dồi đồ sẵn luôn. Mà mình khi mình xay nó không bỏ vỏ đi là nó không có đập vỏ như người ta cho ăn thường, dục ra môi trường, đạp này kia. Còn này là xay gọn luôn. Rồi những phụ phẩm như là ruột cá, gà, vịt hay là những cái công ty xúc sản là bỏ ra những chất phế liệu, phế bỏ đi ra môi trường hôi thối. Rồi cơm thừa công ty này kia mình có thể trộn thành với cám mình đây, cám xay sát nhỏ đây nè. Là cám bắp, cám thường, cám lúa đây nè. Rồi mình thêm mấy vi lượng, vi khoáng rồi mình ép thành viên. Rất là đạt. Ngoài ra nó còn xay được lúa nè. Cái này á? Xay được nhang nè. Hay là đậu phộng còn tươi, bắp tươi gì đó mình xay được hết. Trang trại của ông Sơn với 400 con vịt và một ao cá đã trở thành nơi kiểm chứng cho bà con thấy hiệu quả của việc sử dụng cám viên từ cái máy. Vịt không chỉ mau lớn do đầy đủ chất, mà còn không sợ có chất cấm hay phụ gia như cám công nghiệp. Còn với cá, cám không chỉ nổi cho cá dễ ăn, mà còn không bị tan ra trong nước. Với một địa phương phát triển mạnh chăn nuôi thủy sản như ở xã Long Cang, thì đây là một giải pháp hiệu quả. Cái giá thành nó giảm thì hiện nay thì ra cái tiếng ngoài thì một số bà con chúng ta thì nói là cái hiệu quả nó đạt được cái hiệu quả thì lân ra các cái huyện và cái tỉnh bạn. Chắc chắn là trong đầu anh đã phải có nhiều dự định ấp ủ. Anh có những chiếc máy nào nữa anh có thể bật mí cho chương trình được không ạ? Vừa rồi mình có sáng chế một cái máy gọi là bắt rầy.
bắt dây, dây nâu á. Dây nâu. Cái máy này thì nó chạy rồi nó hút rầy nâu trong lúa. Một lối đi của nó là 4 mét. Rồi nó có cái máy phun thuốc luôn. Tức là rầy thì bắt, nhưng mà thuốc để trị bệnh lúa thì phải xịt thuốc. Cho nên nó rầy thì bắt, còn lúa bệnh thì phun thuốc. Rồi nó có thể gieo giống, gieo hạt được nữa. Mà điều khiển là điều khiển từ xa. Tức là nó vận hành, tự nó vận hành rồi. Mình đứng trên bờ, mình dùng cái máy mình điều khiển từ xa đó. Hồi xưa tôi xịt rầy, rồi tôi bị nhiễm độc thuốc, tôi bị coi như là bị xuất huyết, cho nên có cái mối hận con rầy, cho nên xuất phát từ chỗ đó tôi quyết lòng bắt con rầy này mà không dùng thuốc. Thế thì đây là máy cho bà con nông dân. Thế ở trong nhà mình thì máy rửa bát, rồi là máy đấm lưng, rồi là máy xoa dịu vợ lúc vợ nóng giận, thì anh có sáng chế được không anh? Cái máy đó thì mình làm tốt. Máy đó chính là anh rồi. Mặc dù chỉ học qua một lớp thợ hàn, nhưng với suy nghĩ sáng tạo của mình, ông Sơn hiện đã nhận được nhiều giải thưởng của trung ương và địa phương. Và trong chương trình này, ông Đinh Văn Sơn rất xứng đáng nhận danh hiệu Sao Thần Nông cho mùa bội thu với cúp lưu niệm và phần quà trị giá 5 triệu đồng từ nhà tài trợ. Đây sẽ là động lực để ông tiếp tục có những sáng chế phát minh vì nông dân.